hết vía đi rồi. Tí đây là dập một lần, tí dập lại lần nữa, dập hai lần. Trong kẽm 1,5. Mỗi hàn hơi đẹp luôn, ngấu luôn. Dập lại lần nữa. Xong một vế. Vế thứ hai. 23 cơ lớn chai khác. Đóng vế thứ hai này. Xin chào các bác nha. Rảnh rỗi đọc pin cho anh em chạy máy mài. Máy mài thì nó cần cái pin dung lượng cao, và thứ hai là nó cần cái pin tốt tí, máy mài nó rất là ngốn pin. Ok anh, đóng rồi hết anh ạ. Em đang đóng pin Samsung nhỉ, em chơi bằng pin Samsung. Chạy sạc zin thì em chưa có mạch đâu, nhờ em đây là đóng pin chạy sạc ấy thôi. Adapter. Còn nếu mà có bác là có pin sẵn rồi đấy thì gửi ra em đóng, em đóng bằng cái mạch zin của nó ấy. Đây là em chạy bằng sạc adapter hoặc sạc hộp thôi, sạc đế sạc thôi.